Alo. 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 Gì đấy? Anh vừa đáp xong. Ngủ đúng giờ. Tối ăn phở à? Tối ăn phở à? Biết ngay mà. Phải trả thẻ. Thế được rồi, thế thì em đằng này em cũng chưa nấu cơm, chưa làm gì cả. Thôi rồi anh lấy anh nghỉ đi thôi về nha. Ok, bye bye. Hôm nay là ngày anh Quân đi công tác về mọi người ạ. Vừa mới đáp xong, bây giờ thì từ sân bay về nhà. Mình đang phải tranh thủ sạc cái máy chiếu này mọi người ạ. Tối nay bọn mình sẽ xem phim. Bọn mình hẹn nhau là sau khi ăn uống xong ấy sẽ về phòng xem một bộ phim để đón Quân bếp về. Cái máy này nếu mà mình sạc đầy thì mình sẽ xem được khoảng 2 tiếng rưỡi, nghĩa là tròn một bộ phim luôn ấy. Nên là bây giờ mình tranh thủ sạc cho nó đầy. Mình thấy là ấy, những ai mà kiểu yêu thích cái việc được ở nhà ấy, thích kiểu làm rồi thích tận hưởng tất cả mọi thứ trong căn nhà của mình ấy, thì máy chiếu đúng là một thứ mà rất đáng để đầu tư luôn mọi người ạ. Mà cái máy này của mình hay lắm mọi người ạ, nó có thể xoay như này đó để chiếu thẳng lên trần nhà, mình nằm ở giường rồi mình ngửa lên mình xem này, rất là thích luôn. Cái này nó là máy chiếu mini LED GV30 à, của BenQ mọi người ạ. Mà cái này nhá, nó vừa là máy chiếu, nó lại vừa là một cái loa Bluetooth ấy. Nó là cái hệ thống loa ExtraPad 2.1. Buổi tối thì mình xem phim, còn ban ngày ở nhà thì mình hay kết nối Bluetooth với điện thoại để mình nghe nhạc ở trong phòng này này. Sau này của chúng ta biết sẽ đi về đâu. Một lần buông tay là xa cách cả một. Thì thấy bảo là đang ở đầu ngõ vào. Tối nay bọn mình sẽ không nấu cơm mà sẽ đi ăn phở mọi người ạ. Kiểu như là nó là một thói quen rồi ấy, nó là một kiểu thông lệ rồi ấy. Trước mỗi chuyến đi xa, đi công tác, đi du lịch gì đó ấy, thì bọn mình sẽ cùng nhau chuẩn bị một cái bữa cơm nhà. Cái món mà nó rất là bình dị thôi nhưng mà nó phải đậm chất cơm gia đình ấy. Tại vì tâm lý mình đi xa thì mình hay nhớ cơm nhà đúng không? Còn cứ sau mỗi chuyến đi xa ấy, thì cái món mà bọn mình sẽ ăn đầu tiên đấy là một bát phở. Ui, đi xa công nhận là rất là thèm và rất là nhớ cái hương vị của bát phở ấy. Có một bát phở vào mà cảm giác nó tỉnh người luôn ấy. Không biết là mọi người ở Hà Nội ấy, thì mọi người còn giống nhuận mình không? À, đi đâu xa về là phải ăn ngay một bát phở ấy. Mà từ nãy giờ mình nói cái như kiểu là mình là người vừa đi xa về. Nhưng mà đại loại sẽ là như thế, tối nay bọn mình sẽ đi ăn phở. Nay nhân ngày anh đi công tác về em sẽ bao anh. Em bao anh? Ừ. Đây giải đến trước mà. Đến trước à? Bác phở thìn siêu hành luôn ý nhở? Dạ, riêng em thì ăn được. Bởi vì là lúc mà người ta tăng giá, người ta lý giải vì giá hành tăng. Ờ. Rồi em quan được hành. Ờ. Đúng rồi. Bác của em phải rẻ hơn đúng không? Về đến nhà và bây giờ đang chờ đến giờ chiếu phim mọi người ạ. Đấy, ui Cami. Anh nhìn Cami nó uống nước, nó nằm nó ôm bát nước luôn kìa. Ôi tôi vừa mới tắm xong. Trước khi đi tôi vừa mới tắm xong đấy. Lúc nãy thì ăn xong là bọn mình có qua đón thêm cả Bin với Ha về đây để cho buổi party tối nay cho đông đủ. Bin ơi, sao con chui vào đấy hả Bin? Hả? Ôi nào nấp. Chuẩn bị đến giờ vào dạp thôi. À chết, quên còn thiếu một thứ.
phải có bỏng ngô. Bọn mình hay mua những cái gói bỏng ngô mà cho vào lò vi sóng này này. Để thi thoảng xem phim thì bọn mình sẽ nổ cái gói này. Trong lúc mà Yến đang quay thường ấy. Nghe thích không? Wow. Này, anh bảo này, có cái trên TikTok ấy, nói điệu gì? Anh thật sự ngu ngốc rồi, rất là giật chỏ vợ. Nóng không? Nóng không? Bao lâu chờ đợi? À, để tắt đèn đi nữa. Máy bọn mình sẽ để lên giường này và chiếu lên trên tường như kia. Đấy, hoặc là cái máy này thì nó có thể xoay để mình có thể đưa lên trên trần nhà này. Lúc mà nằm ở giường ấy thì bọn mình hay thích là cho lên trần nhà này này. Góc nhìn của mình ví dụ từ đây đúng không? Thì xem sẽ rất là thích. Đấy. Hoặc là cho lên đây. Thì xem sẽ kiểu không bị mỏi cổ ấy. Đây cũng là cái điểm mà mình thích nhất khi mà mình chọn cái máy này so với những cái máy chiếu khác ấy. Đấy là nó có cái góc chiếu là 135 độ, là mình có thể chiếu vào tường rồi mình có thể chiếu cả lên trần nhà nữa. Đấy là cái mà mình thích nhất luôn. Và cái này ấy, nó nhỏ xíu như này nên cho nên là mình mang đi đâu cũng được. Sau này mình đi du lịch ấy mình cũng có thể mang theo luôn. Em thấy nó giống như kiểu là một cái TV box. Nó là một cái máy chiếu có tích hợp TV box Android. Đầu tiên ấy mình cứ nghĩ là máy chiếu thôi, cứ phải cắm USB các thứ gì mới xem phim. Mình cũng thế, một cái TV Android. Đấy, nó tích hợp trong này sẵn rồi. Mình thấy quá là hay luôn. Và quả thật là mình không phải là một đứa mà quá là đam mê hay là quá là cuồng những cái sản phẩm công nghệ ấy. Nhưng mà đúng là lâu lắm rồi mình mới thích một cái món đồ công nghệ như này ấy. Trong này nó tích hợp sẵn những cái ứng dụng rồi, những cái tính năng rồi ấy. Ví dụ như là video này, rồi xem YouTube này, rồi mấy cái ứng dụng xem phim, iQIYI này, Prime Video này, Prime Video, YouTube, rồi chơi game được đúng không? Ừ, cái này chơi game mấy cái Switch game à? Mình có thể chiếu lên tường, chiếu lên bàn ăn, rồi chiếu lên trần nhà, nói chung là chiếu ở chỗ nào cũng xem được. Miễn sao nó là một cái mặt phẳng. Cái này nó hiển thị chất lượng là 720p đấy mọi người ạ. Cái công nghệ gọi là Cinematic Color ấy. 4 chế độ âm thanh với 6 chế độ hình ảnh nữa. Này, mà bây giờ, chính ra bây giờ anh mới biết ấy. Là cái này nó có thể kết nối qua cái AirPlay ở trên iPhone ấy. Là anh có thể xem được bóng đá qua máy chiếu. Ui, đây để thử thử. Thử cái gì? Để xem phim mà. Thì thử xem bóng đá tí. Thế là sướng. Xe bóng đá này thích không mọi người? Cái này cái này hoàn toàn mình có thể là kiểu chiếu lên bờ tường nhà hàng xóm ấy. Xong rồi mình kiểu xem chung à? Xem chung ấy. Được rồi, bây giờ cho em xem phim được chưa? Quay quá thích luôn. Bọn mình đang tính là bọn mình sẽ xem nốt cái phim zombie. Phim Train to Busan phần 2 mọi người. Cái hôm cuối tuần trước ấy, mấy chị em mình cũng xem Train to Busan 2 này. Nhưng mà kiểu vừa mải buôn, xong rồi là ngủ quá. Ngủ quá thế là ngủ quên, xem được đúng 10 phút là ngủ quên. Thế hôm nay mình sẽ xem lại. Em phải xem lại từ đầu cho anh xem nhé. Ừ, em cho em xem lại từ đầu. Đấy, mọi người thấy hay không? Mình đón chồng mình bằng một cuộc đi rất lãng mạn luôn. Đó chính là Peninsula. Đấy, bây giờ thực ra là cái chủ đề zombie ấy, tuy nó là chủ đề giả tưởng nhưng mà zombie kiểu everywhere ấy, nó luôn ở xung quanh chúng ta kể ngoài đời thật, ví dụ như ở bên cạnh mình lúc này. Mình xem được 1 phần, kiểu gần 1 phần 3 rồi. Cho nên là đoạn này mình sẽ ngồi quay video. Không sao ơi, không đi lại trong đạp chiếu phim như thế.
tự nhiên xuất hiện một cái đầu ha ha ở trên bàn. Thích nhở? Cảm giác nó kiểu nó tuyệt vời mọi người ạ. Kiểu như là tất cả những cái gì mà hay ho nhất ấy, mà kiểu tận hưởng nhất ấy, mình đều có thể mang về căn phòng của mình ấy, để tận hưởng nó trong căn phòng của mình ấy. Cảm giác nó thật sự thích, rất là thích luôn ấy. Mọi người thấy đồng trâu trà trộn kiểu hết phim cái là đèn bật lên ý, ra khỏi nhà. Vừa mới hết phim cái là máy chiếu báo là còn 20% pin, là bây giờ bọn mình sẽ sạc máy, sau đó bọn mình sẽ đi ngủ đây. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong vlog tiếp theo. Mà vlog tiếp theo vlog gì thì mình cũng chưa biết nữa. Bye bye. Vlog tiếp theo sẽ là đón người chồng còn lại đi làm về. Bye bye mọi người, bọn mình đi ngủ đây.